Xin kính chào các bạn. Hôm trước có một bạn để lại comment cho các video của Tèo là nhờ Tèo chia sẻ dùm cho cách mình để mình chạy ngón, xếp ngón khi mình đánh các cái câu ngũ cung, chạy các câu ngũ cung thì mình xếp ngón như thế nào để cho nó được đẹp và nói chung là nó khoa học. Thì về vấn đề này thì xin chia sẻ các bạn. Thực ra cái vấn đề chạy ngón các bạn thì mỗi người mỗi kiểu đó các bạn. Chúng ta chạy cái ngón kiểu nào thì nó cũng vang nốt nhạc như vậy thôi. Bây giờ tôi đánh nốt là Do Re Mi đi. Và tôi đánh ngón 1, 2, 3, 4 nó cũng ra là Do Re Mi. Tôi đánh ngón 1, 3, 4, 5 nó cũng ra là Do Re Mi thôi. Tôi đánh 2, 3, 4, 5 cũng ra Do Re Mi thôi. Nhưng chúng ta đánh ngón nào nó cũng ra được cái nốt nhạc đó. Nhưng chúng ta phải xếp ngón như thế nào để khi mọi người nhìn vào tay mình nhìn nó thông thả, nó đều và đẹp các bạn nha. Chứ đánh đúng ai đánh được hết trơn á. Nhưng mà còn phải cái đẹp nữa các bạn. Các bạn đồng ý với mình không? Chúng ta luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp. Vậy thì tại sao khi chúng ta chơi đàn, chúng ta lại không có chọn cái thế ngón cho nó đẹp, mà chúng ta cứ phải chạy cái thế ngón mà cho ngón tay mình nó dãnh kẹo lên. Chúng ta cứ phải chạy cho ngón sao cho nó dãnh cho như vậy, nhìn rất là xấu đúng không các bạn, mất được thẩm mỹ ha. Vì vậy chúng ta chơi đàn cũng như cuộc sống của mình vậy, phải chọn cái đẹp để mà mình tiến tới các bạn ha. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ các bạn cách xếp ngón khi mình chạy cái câu ngũ cung để giúp cho các bạn có được cái thế ngón là tương đối ổn định và nhìn vào nó dễ chịu các bạn ha. Rồi, ở trong cái thang âm ngũ cung á, thì có rất nhiều loại, nhưng mà trong cái video này Tèo sẽ chia sẻ các bạn một cái thang âm ngũ cung thường hay gặp nhất và cách xếp ngón của nó. Ở đây Tèo sẽ ví dụ vào tông la thứ các bạn ha. Rồi các bạn quan sát dòng nhạc. Ví dụ như vào tông la thứ, ngũ cung ở trong tông la thứ chúng ta sẽ có những nốt như sau: nốt là, nốt đô, nốt rê, nốt mi, nốt son. Các bạn chúng ta sẽ có những nốt này luôn. Ví dụ như trong la thứ luôn các bạn ha. Chúng ta sẽ có những nốt này là, đô, rê, mi và son. Rồi nốt la này nốt lặp lại đó các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ có nốt là, đô, rê, mi, son. Đó là ngũ cung. Tức là 5 nốt đó các bạn. Rồi trong cái thang âm này chúng ta chỉ chạy 5 nốt này thôi các bạn nhé. Nốt si và nốt pha ở trong la thứ này thì mình không chạy nha. Nốt si và nốt pha mình bỏ đi. Mình chạy là, đô, rê, mi và nốt son thôi. Rồi bây giờ sau khi chúng ta xác định được cái nốt ở trong ngũ cung trong tông la thứ này rồi, Tèo sẽ chia sẻ với bạn cách để mình xếp ngón, mình chạy cho nó được đều và đẹp. Chạy đúng thì ai cũng chạy được các bạn nhé, nhưng mà phải đều và đẹp đấy các bạn. Quan trọng là cái đẹp á. Các bạn đánh tay đánh đàn mà tay nó đẹp á, các bạn đi cô gái mới được các bạn ha. Chứ không đánh đàn tay mà không có đẹp cũng công chuyện dãnh, mấy cô gái có nhìn đánh đàn này cô thấy đánh đàn này cô chán luôn, cô bỏ chạy luôn các bạn ơi. Mình nó vui ha. Rồi bây giờ mình xếp ngón như sau, các bạn có xếp dòng nhạc. Đây Tèo ghi số ngón nó ghi sẵn luôn. Theo quy ước quốc tế các bạn, chúng ta sẽ xếp ngón như sau: ngón cái là số 1, ngón trỏ là số 2, ngón giữa số 3, ngón áp út số 4, ngón út là số 5. Đó theo trình tự về 1, 2, 3, 4, 5. Rồi bắt đầu mình xếp ngón. Mình chạy từ bắt đầu từ nốt la các bạn ha. Nốt la chúng ta xếp vào ngón số 1, nốt đô số 2, nốt rê số 3, nốt mi số 4. Rồi khi mình xếp 4 ngón này vào là đô, rê, mi. Chúng ta xếp ngón vào rồi, nhưng ngón út này không làm việc đúng không? Thì nó không được dãnh như vậy. Các bạn đánh mà bạn tay bạn dãnh như vậy là thua nè. Tức là chúng ta đánh đúng, nhưng tay mình có được đẹp không? Chưa được đẹp. Chúng ta cần phải kiểm soát nó để nó nằm xuống như đây. Đó, các bạn thấy rõ ràng nó lúc nãy nằm ở trên bàn phím, nó không có dãnh như vậy nữa. Nếu bạn để tay mà dãnh như vậy là chúng ta không được đẹp nhé. Mình phải ráng chỉnh sửa cho đẹp. Rồi, phách thứ nhất các bạn đánh là Do, Re, Mi. Ngón 1, 2, 3, 4. Rồi lấy miếng giấy ra các bạn, lấy miếng giấy ra ghi luôn là Do, Re, Mi. Ngón 1, 2, 3, 4 ghi miếng giấy luôn. Rồi bạn ha. Rồi tiếp tục. Tới phách số 2 các bạn đánh giùm mình Do, Re, Mi, Son. Các bạn đánh giùm mình ngón là 1, 2, 3, 5. Là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và ngón út. Do, Re, Mi, Son. Ngón áp út không làm việc, vẫn giữ nguyên trên bàn phím. Đừng có dãnh lên như vậy các bạn nha. Đừng có dãnh lên nhìn xấu lắm. Các bạn nhớ nha. Mà một số anh em chơi nhạc á, họ đánh họ cứ tay họ cứ dãnh như vậy nè, tại không biết ý nghĩa là cái gì nữa. Họ đánh họ cứ dãnh như vậy nè, tại không hiểu ý nghĩa là cái gì nữa các bạn ha. Nhìn nó mất thẩm mỹ dữ dằn luôn các bạn. Rồi Do, Re, Mi, Son. Xong, bây giờ mình ôn lại là Do, Re, Mi đánh ngón 1, 2, 3, 4.
Rồi tới Đồ Rê Mi Son. Bảy ngón 1, 2, 3, 5. Ok. Các bạn nhìn vào cái thế ngón này, tay các bạn luôn luôn đều và đẹp, nó không bị rảnh. Bắt buộc 5 ngón đều phải làm việc hết. Rồi tới phách số 3 tiếp theo. Tức là chúng ta sẽ có là Đô Rê Mi Son là ngũ cung đó các bạn. Chúng ta cứ đánh những nốt này. Và mỗi một lần chúng ta nhích lên, nhích lên một nốt. Hồi nãy mình là Đô Rê Mi nè. Là xong rồi tới gì? Tới Đô nhích lên ngón nè. Đô Rê Mi Son. Rồi Đô xong rồi tới gì? Tới Rê. Ngón cái của mình cứ đi lên nốt, đi lên nốt hoài vậy các bạn. Rê. Ngón sách phách số 3 đánh Rê Mi Son Lá. Các bạn đánh giùm tèo ngón 1, 2, 4, 5. Các bạn thấy rõ ràng không? Cái xếp ngón này của tèo á, nó bắt buộc bàn tay của các bạn 5 ngón đều phải làm việc hết. Vì vậy khi bạn đánh đúng thế ngón này rồi, tay của bạn nó sẽ đều và đẹp. Các bạn nhớ nha, âm thanh nó vang lên nó đều. Nó đều chứ không phải nó bị lúc lớn, lúc nhỏ, lúc ngắt quãng. Và rõ ràng nó không có để được đều. Mình tập làm sao đúng thế ngón cho tay mình đều đẹp. Và nhìn tay tèo đánh không thấy ngón nào đánh trên. Và rõ ràng nó không thấy tay mình đánh ngón nào trên mà nốt nhạc vang lên các bạn ha. Rồi phách số 3 mình đánh Rê Mi Son Son Lá, mình đánh ngón 1 2 4 5. Rồi tới phách tiếp theo mình giơ ngón cái nốt mi. Mi Son La Đố. Chúng ta sử dụng ngón 1 2 3 và 5. Mình rõ ràng tay luôn luôn đều đẹp nè. Không có bị giãn ngón nè. Mi Son La Đố. Rồi mình ôn lại các bạn ha. Là Đô Rê Mi, Đô Rê Mi Son, Rê Mi Son Lá. Nhớ đúng thế ngón các bạn nha. Mi Son La Đố. Nếu các bạn mà cần, nếu các bạn lấy miếng giấy ra rồi ngồi ghi lại. Chỉ có cái việc đó giúp cho các bạn mới nhớ lâu và nhớ dai và nhớ kỹ thôi các bạn. Chứ các bạn cứ ngồi đó mà nghe người ta đầu đánh lên đàn tập xong cái đánh vô liền, đảm bảo các bạn thuộc thì thuộc đó, nhưng mà ngày hôm sau mình quên mất tiêu rồi. Tại mình không có ghi là mình không có nhớ được. Các bạn có điều gì mà các bạn cần muốn nhớ, mình phải ghi vào miếng giấy, đảm bảo các bạn ghi chừng 10 lần là mình nhớ rồi. Rồi bắt đầu Mi Son La Đố. Ngón 1, 2, 3, 5 xong. Bắt đầu tiếp tục mình dẫn ngón cái qua nốt tiếp theo là nốt Son trong ngũ cung. Son La Đô Rê. Mình sử dụng ngón 1, 2, 4, 5. Ok, đây các bạn 1, 2, 4, 5 rõ ràng nè. Các bạn lấy miếng giấy ra ghi vào cũng được. 1, 2, 4, 5, ngón Son La Đô Rê. Rồi tiếp tục mình dẫn ngón cái của nốt La là Đô Rê Mí. Lúc này thế ngón này quay lại vậy bạn, từ đầu rồi, là Đô Rê Mí giống từ đầu rồi. Ok các bạn, đó thế ngón lặp lại rồi. Là mình đi hết cái phần, hết cái năm nốt trong ngũ cung rồi đó các bạn. Giờ làm lại nha. Là Đô Rê Mí. Bạn nhớ xế thế ngón nha. 1, 2, 3, 4. Rồi tới Đô Rê Mi Son. Thế ngón 1, 2, 3, 5. Rồi lấy miếng giấy ra ghi vô. Rồi tiếp theo tới Rê Mi Son Lá. Rồi lấy miếng giấy ghi vô ngón 1, 2, 4, 5. Tiếp tục Mi Son La Đố. Lấy miếng giấy ra ghi vô luôn. 1, 2, 3, 5. Rồi tiếp tục Son La Đô Rê. Lấy miếng giấy rồi ghi luôn. 1, 2, 4, 5. Ok, tới là Đô Rê Mi là lặp lại thì giống từ đầu rồi. Đấy các bạn, sau khi mình đã lấy miếng giấy ra và mình tập thật chậm từng phách một, cho tay mình nó quen cái thế ngón, số ngón. Mình tập từ chậm không cần nhanh. Đó các bạn, mình tập những cái tập chậm như vậy cho tay mình quen cái đánh hoài mà đánh tới hết trên này luôn, đánh hoài như vậy luôn. Và mình đánh như vậy hoài vậy đó. Để làm gì? Cho tay mình nó quen cái thế ngón, quen cái số ngón. Để tới lúc mà mình cần cái câu để mình chạy thì câu tay mình đánh nó đều được đều và quen thế ngón các bạn ha. Không có cái cách nào để mà chúng ta tiến bộ được ngoài cái việc là mình phải ngồi xuống và tập luyện đó các bạn. Bây giờ Tèo chia sẻ bằng cách thế ngón như vậy rồi, các bạn biết luôn rồi đó. Mà các bạn không ngồi vào đàn các bạn tập thì 100 năm sau chúng ta cũng vẫn không đánh được. 1000 năm sau chúng ta vẫn không chạy mượt được câu này được. Tại vì sao? Tại mình đâu có tập luyện đâu. Mình chỉ việc trên lý thuyết thì mình biết thôi. Nhưng mà tới lúc thực hành mình không biết. Như vậy người ta đâu có nể các bạn. Mình phải thực hành mà lý thuyết luôn thì người ta mới sợ các bạn ha. Rồi ngồi chúng tập luyện các bạn, tập chậm không gì cao siêu cả. Cứ chậm. Các bạn, mình không gì cao siêu cả, cứ tập thật chậm. Khi mình quen tay, bắt đầu mình có thể tăng tốc độ lên chút xíu. Ồ,
Ok, rất đơn giản đó các bạn, là xong rồi đó. Rồi khi mình đã quen tay rồi, bắt đầu mình áp dụng vô mình đánh thi cho một số cái style thử. Ví dụ ta chọn cái style rumba đi. À, ta chọn rumba bắt đầu từ rải, tức là mình tập rải cho mình quen thôi. Ở cái tốc độ ở một số cái điệu, ví dụ rumba rồi mình rải thử nha. Đó, nó chậm vậy thôi nè. Đó, ví dụ như vậy bạn, chúng ta cứ tập chạy cho quen tay thôi. Rồi, ok các bạn nhé, đó là điệu rumba, hoặc là mình có thể qua điệu khác. Ở tất cả các điệu mình đều có thể áp dụng cái thang âm ngũ cung được các bạn, chứ không phải điệu không riêng là dân ca các bạn ha. Bây giờ tại ví dụ như điệu disco nè, tại đánh điệu disco đây, chọn disco cài. Disco nằm đâu rồi, chạy mất tiêu luôn. Rồi, disco nằm đây. Rồi, chúng ta chọn và mình chạy thử cho mình quen tay bạn, đâu gì cao siêu đâu. Rồi, tao chạy tiếng guitar thử nha. Đó các bạn, mình cứ tập chạy cho mình quen tay thôi. Mình tập chạy ở các cái điệu nào có cái style nào mà có cái tempo chậm trước để mình quen cái thế ngón. Khi nó quen cái thế ngón rồi bắt đầu mình chọn các cái style mà cho nó tốc độ nhanh. Rất đơn giản đúng không các bạn? Chẳng gì cao siêu cả. Chỉ là thói quen tập luyện thôi các bạn ơi. Rồi sau khi mình đã nhuần nhuyễn rồi, mình quen rồi, bắt đầu mình sẽ mở một cái đoạn nhạc nào đó mình có thể thu đó, mình đánh tập thử. Bây giờ tôi đánh thử các bạn, chỉ sử dụng những thang âm trong ngũ cung rồi thôi, và mình đánh một đoạn thử các bạn nghe thử nha. Yo. Các bạn, khi mình ta tập nhuần nhuyễn cái thang âm ngũ cung rồi, bắt đầu mình áp dụng vào, mình có thể mở một đoạn style đó và mình đánh ngẫu hứng theo thôi. Nhưng mà các bạn nhớ chúng ta sử dụng những cái nốt ở trong thang âm ngũ cung thôi các bạn nhé. Rất đơn giản đúng không các bạn? Tao vừa chia sẻ các bạn một cái cách xếp ngón ở trong khi mình chạy ngũ cung ở trong tông la thứ. Các bạn hãy cố gắng tập luyện theo gì Tao chia sẻ nhé. Nếu trong lúc tập luyện còn điều gì mà khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để bình luận phía dưới video Tao chia sẻ các bạn. Hoặc các bạn cần tìm hiểu vấn đề gì khi mình tập đàn chơi nhạc, các bạn cứ để bình luận phía dưới video luôn, Tao sẽ chia sẻ các bạn. Nếu các bạn thấy kiến thức của Tèo chia sẻ bổ ích, các bạn nhấn cho Tèo một like với nha. Rồi bấm nút đăng ký kênh của Tèo Piano luôn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.